Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Bixby. Ngày hôm qua thì game vừa cập nhật phiên bản 1.037.11. Do ngày hôm qua mình khá là bận, không có lướt mạng xã hội nên là mình không có hay cái tin game cập nhật. Và video làm cũng hơi trễ. Có bạn nào đã cập nhật game chưa? Mình cứ nghĩ là game lần này sẽ cập nhật tính năng là mùa đông và trang phục Noel, nhưng không. Hiện tại thì game chỉ mới cập nhật trang phục mùa thu thôi mọi người. Thì với mình thấy, lần này thì game cập nhật thêm 5 tính năng chính. Thứ nhất là thêm trang phục quần áo mùa thu cho nhân vật nam nữ và hai nhân vật Little Boy Little Girl. Ngoài ra thì mình thấy có một cặp kính mới, một số phụ kiện tóc như là nón len, mũ lưỡi chai, mũ mẫu vịt, vân vân. Trang phục mùa thu lần này thì với mình thì mình thấy nó cũng khá là đẹp. Thì không biết là các bạn thấy như thế nào. Mình thì rất là nôn được update trang phục mùa đông ấy. Tại vì Noel tới rồi, chắc là mới gặp những trang phục mùa thu thôi. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Game cập nhật thêm các phụ kiện như là túi. Có 4 loại túi mới nha mọi người, dành cho left hand và right hand luôn. Lúc trước thì có 2 loại túi, bây giờ update thêm 4 loại túi nữa. Thì để cho game mình trở nên đa dạng hơn ý. Có một cái túi này mình thấy giống như cái giỏ đi chợ ở Việt Nam nè mọi người. Cái túi màu be nè. Thứ ba là một số đạo cụ item mới. Thì ở đây các bạn thấy có 2 phần, các bạn kéo ở phần item và phần on thì các bạn sẽ thấy một số item mới. Có 2 phần nấm. Thứ nhất, nấm màu xanh là nấm trồng, các bạn có thể trồng nó như là cây vậy. Thứ hai là nấm kẻ địch. Thì khi mà các bạn chọn nấm màu trắng ở dưới này thì nấm nó sẽ tấn công bạn giống như là dưa hấu kẻ địch vậy đấy. Và mình sẽ demo cho các bạn xem thử nấm kẻ địch nó lợi hại như thế nào nha mọi người. Nó như là con yêu quái vậy. Đó chính là trụ sở thuế đã được hoàn thành. Và trong trụ sở thuế này có rất là nhiều nhân vật với những khuôn mặt rất là khó đỡ. Mình thấy các bạn share tin tức của mình rất là nhiều. Và đây là văn phòng mà mình thấy trong cái văn phòng thuế này chỉ toàn là nam thôi mọi người. Căn phòng bí mật lúc trước có tiền á mọi người, chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? Thì bây giờ có một ông sếp trùm ở trong này, cái mặt ổng hài nhất luôn. Và điều đặc biệt hơn là cái ông trùm này ổng có một cái skill rất là đỉnh, đó là cầm tiền đi đường quyền nha mọi người. Trời ơi, ghê chưa. Khi mà các bạn tấn công cái ông boss này nè thì ông sẽ quất tiền vô mặt mẹ nè. Toàn là tiền và vàng thôi á, ánh te đầu luôn. Ok mọi người, video cập nhật lần này cũng không có gì đặc sắc cả. Nếu như các bạn thích video này của mình thì nhớ đăng ký kênh YouTube để ủng hộ mình. Comment xuống bên dưới cảm nhận của các bạn về lần cập nhật lần này của chúng nhà phát hành game nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.